Thì Đức Cha nói là có lời, vì thì có lời cho tôi, thì tôi là giám mục, thì con nói là cái lời của Đức Cha con không dám truy truy xét truy hỏi, và con cũng dám nói, nhưng mà con thưa với Đức Cha rằng là con bị xung đột, con tâm sự với Đức Cha rằng là con bị xung đột. Xung đột thứ nhất là bởi vì Thánh Phêrô dạy là phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Thứ hai là Thánh Phaolô bảo là phải rao truyền chân lý sự thật lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Và thứ ba nữa là sứ mạng ngôn sứ mà con đã lãnh nhận trong chức cái thiên chức linh mục. Và thứ tư đó là cái lời của Đức Cha, thì con phải im lặng để cho Đức Cha có lời. Vậy thì bốn cái điều đó bị xung đột với nhau. Để xin Đức Cha cầu nguyện chúc lành và hướng dẫn cho con. Thế thôi. Vậy thì bây giờ nếu như nó xét về lý do chính trị, con nói về chính trị, thì liệu đã đủ cờ để mà Đức Cha cho con ngưng một vụ không? Đức Cha không trả lời được. Còn con vẫn nói rằng là con vẫn biết với về phần người cá nhân con thì Đức Cha yên tâm. Bởi vì con là linh mục, con hiểu. Con hiểu rằng giáo vụ sứ là của Đức Cha, quyền là Đức Cha có. Quyết định của Đức Cha thì con phải vâng lời. Bởi vì sao? Vì ngày chịu chức con đã thề trước tòa Chúa phải vâng lời giám mục của mình. Mà Đức Cha là giám mục của con. Vậy thì con chỉ có một việc, đó là bàn thảo rồi cầu nguyện để những quyết định của Đức Cha đúng đắn nhất, có lời nhất cho giáo hội. Còn với con, những quyết định của Đức Cha dù bất lời hay là bất công với con vẫn sẵn sàng vâng lời. Thế sau đó thì ngài có nói gì không thưa cha? Ngài chẳng nói được gì. Thưa cha, có một cái vấn đề là ngay từ khi mà giám mục Long mà vào địa phận Vinh ấy, thì cũng có rất nhiều những cái ý kiến khác nhau. Và con thì con nghĩ rằng là một giám mục như giám mục Long đã từng đã lăn lộn ở cái vùng Tây Bắc để mà đến biết được những cái khó khăn, thậm chí có nhiều khi dâng lễ và bàn thờ nó là một cái bàn và có cái cây thánh giá đặt trên mái nhà, thì chắc là người ngài cũng đã hiểu được cái thế nào là chủ nghĩa cộng sản và cái chế độ cộng sản cũng như cái chính sách của họ. Và đồng thời nữa là những cái năm tháng ở trên cái rừng Tây Bắc với cái giáo phận Ứng Hóa, là một cái giám mục, khi lên làm một giám mục mà lăn lộn như vậy thì sẽ hiểu được đời sống của giáo dân cũng như những cái nhu cầu cấp thiết của giáo dân. Và đặc biệt là ở cái vùng giáo dân ở phía Bắc, ở cái vùng Tây Bắc của Việt Nam, 10 tỉnh Tây Bắc ở cái giáo phận Ứng Hóa hiện nay đang ra quản đấy ấy, thì con rất hiểu những cái người giáo dân đó họ khổ sở như thế nào. Thế khi mà được đưa về giám mục, làm giám mục ở giáo phận Vinh, thì cũng có rất nhiều những ý kiến khác nhau, người thì ủng hộ, người thì này khác, và cũng có rất nhiều người hy vọng rằng một giám mục mà khi đã lăn lộn với cùng với giáo dân như vậy thì cũng sẽ hiểu được cái đời sống giáo dân cần cái gì, giáo hội cần gì, và đặc biệt là hiểu được cái chính sách của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam như thế nào. Thế nhưng mà sau đó rồi ấy, thì không biết cha có thấy không, con có xem một cái đoạn video ở trên mạng mà bây giờ cái đám dư luận viên ấy lấy dùng lại rất là nhiều, là ngài đứng trên tòa giảng, cha ngài cấm các linh mục là giảng dạy về cái chuyện là về chính trị, về này khác. Thì không biết cha đã xem cái đoạn video đó hay chưa, và cha nghĩ như thế nào về đoạn video đó thưa cha? Thứ nhất thì khi ngài về làm giám mục giáo phận Vinh thì bản thân em cũng như rất là nhiều người, cả linh mục cũng như là giáo dân đều kỳ vọng và rất là hy vọng, bởi vì chính ngay cái cơ không chỉ là ngài đã có cái quá trình lịch sử sống ở vùng Tây Bắc, mà chúng ta đã thấy những cái việc mà ngài đi với người dân như thế nào, đi làm lễ như thế nào, nhưng mà rồi chính ngay cái khẩu hiệu giám mục của ngài là mang trong mình mùi chiêm, thì đó là một cái điều mở ra cho mọi người cái hy vọng. Và không chỉ là trong lịch sử của ngài mà còn cả cái đời tâm niệm giám mục của ngài như thế thì cũng rất là mở ra nhiều hy vọng. Còn cái việc mà ngài sống như thế nào thì cái chuyện đó chuyển biến như thế nào thì em không mạn bình ở đây. Nhưng mà cái clip mà anh nhắc đến đó là cái ngày ngài đi làm lễ khánh thành nhà thờ tại giáo hội đồng bào của giáo xứ Mỹ Yên. Ngài có nói điều đó. Và điều đó thì không chỉ nói một lần, mà ngài còn nói trong cái cuộc họp thường huấn của linh mục đoàn, rồi trong cuộc tĩnh tâm của linh mục năm, trong những lần tiếp sau đó ngài vẫn nhắc đi nhắc lại cái điều ngài đã nói, mà chúng ta thấy cái clip mà người ta đưa lên mạng đó, dư luận viên vẫn dùng để nói rằng là linh mục không được nói chính trị xã hội ở nơi chỗ bàn thánh, nơi bà tòa giảng. Vậy thì nếu chúng ta nói như thế, với con em nghĩ rằng thì nếu xét về chính trị phổ quát thì cái gì nó cũng là chính trị,
kể cả hít thở khí trời nó cũng là chính trị. Bởi vì nếu như có một nền chính trị dân chủ và tốt, phục vụ cho người dân, vì lợi ích của người dân, thì chúng ta sẽ có một bầu không khí tốt lành, an toàn để hít thở. Còn nếu chúng ta sống với một chế độ độc tài, bảo tàng và cướp bóc và không lo đến cái quyền lợi của người dân, không phục vụ người dân, thì chúng ta sẽ sống trong một bầu khí ô nhiễm, đó là lẽ đương nhiên. Vậy thì đã nói về chính trị phổ quát thì nghiễm nhiên tất cả mọi hình thức của con người đều là chính trị, bởi con người là một sinh vật chính trị. Đây, vậy thì chẳng có cái gì liên quan đến con người mà không phải chính trị cả. Còn nếu như chính trị chuyên biệt mà như giáo luật cấm, đó là cấm các giáo sĩ tham gia chính trị, đó là chính trị đảng phái, chính trị chuyên biệt. Tham gia với các của nhà cầm quyền trong bộ máy quản lý của nhà nước, chẳng hạn như Việt Nam ở đây thì có các linh mục, ủy ban đoàn kết hay là hội đồng nhân dân, đó mới là thực sự là những người mà giáo luật đang ngăn cấm giáo sĩ không được tham gia chính trị để đảng phái là ở đây. Thưa cha, nó có một vấn đề là như cha vừa nói, tức là cái khi mà ngài Alfonso Nguyễn Hữu Long có nói rằng là cha phải nghỉ mục vụ vì cái chuyện là cha đã giảng về chính trị, thì thưa cha là cũng như cha vừa nói xong, cái vấn đề chính trị là không không phải là một cái vấn đề gì nó lớn lao đến mức độ là nó trở thành một đặc quyền của bất cứ ai. Ở nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam xưa nay đến giờ thì họ vẫn có một cái quan niệm là chính trị là cái cù chỉ có riêng người Cộng sản được làm, cho mọi người dân mà cứ đụng đến chính trị là không được, và thậm chí trên mạng xã hội cũng như trong đời sống bình thường, mà cứ ai nói đến những vấn đề đất nước, những vấn đề thể chế, những vấn đề bất công xã hội thì người ta đều bảo là không nói chuyện chính trị. Nhưng mà thực chất ra người ta không hiểu rằng cái chính trị đó là gì, là từng đồng thuế đánh vào, từng cái đồng tiền điện, tiền xăng, tiền nhớt, tiền thóc gạo, rồi tiền đường xá, rồi tất cả những cái như thế đều là chính trị. Cái chính trị trực tiếp như vậy. Và vậy nếu như mà Đức cha Nguyễn Hữu Long mà nói rằng là nói chuyện chính trị ở trên tòa giảng không được, thì vậy thì nếu cái chính trị là những cái đó đời thường, là không khí hít thở, là bụi mịn, là Formosa, rồi là biển chết, rồi là cảnh sát ngoài đường bóp nặng người dân, rồi là tất cả những cái biến đổi khí hậu, cũng như bán cái giang sơn tổ quốc, tất cả những cái đó đều là chính trị, nhưng mà nó trực tiếp vào ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Vậy thì nếu như mà không nói đến chính trị thì có thể nói được điều gì trên 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 tòa giảng thế cha, hay là chỉ nói cái chuyện là cứ đọc kinh hàng ngày, ngày đọc mấy kinh là chỉ như vậy là đủ thế cha? Vâng, nếu như nói hoàn toàn về kinh thánh nó vẫn là chính trị mà anh. Dạ. Bởi vì kinh thánh Chúa Giêsu nói rằng là không được làm tôi hai chủ, một là thờ Thiên Chúa, hai là tôn thờ ma quỷ hay là tiền bạc. Không ai được làm tôi hai chủ và không thể làm tôi hai chủ. Vậy đó có phải là chính trị không? Vâng. Nếu như chúng ta, nếu như trong tư cách là một linh mục, tôi nói với giáo dân rằng là Chúa chúng ta bảo chúng ta rằng là phải tôn thờ Thiên Chúa hết lòng, hết dạ, hết linh hồn, hết trí khôn của chúng ta. Vậy thì điều đó có phải chính trị không? Nếu tôi nói theo lời Chúa rằng là Chúa bảo là không ai được làm tôi hai chủ, vậy thì làm tôi Thiên Chúa thì không thể làm tôi thế gian, không thể làm tôi quyền lực, không thể làm tôi tiền bạc, không thể làm tôi vật chất, thì chúng ta thế nào? Đó có phải là chính trị không? Vậy nếu xét như là chính trị phổ quát như tôi vẫn nói, kể cả hít thở khí trời là điều mà không phải mất tiền để mà có. Nếu như chúng ta nói rằng điều mất tiền để nó liên quan đến con người như là mua cái tâm hay là điều gì nhỏ nhất thì nó thấy được đây chỗ là cái đồng tiền. Còn ở đây tôi muốn nói cả cái điều mà không phải người dân không phải mất tiền là hít thở khí trời. Thế thôi thì cũng liên quan đến chính trị phổ quát. Vậy thì trong kinh thánh cũng là chính trị chứ sao? Bởi vì nếu như nói theo Chúa Giêsu rằng là anh em phải tôn thờ Thiên Chúa hết lòng, hết trả, hết trí lợi, linh hồn, hết trí khôn của anh em không được làm tôi hai chủ, anh em phải làm tôi Thiên Chúa, không thể làm tôi tiền bạc và thần quyền, thế thì có phải chính trị không? Vậy thì có điều gì ngoài chính trị? Bởi vì chính Đức Giêsu Kitô cũng là một con người chính trị, nếu chúng ta hiểu cho đúng về nhân tính của Ngài là một con người trọn vẹn.